Kamaz 6396 Taihun Ka được phát triển trên cơ sở phân tích các tổn thất chiến đấu của binh sĩ, binh khí kỹ thuật trong các chiến dịch diễn ra trong thập kỷ qua. Nghiên cứu kinh nghiệm chế tạo và sử dụng xe bọc thép dạng MRAP của nước ngoài, khả năng chiến đấu của chúng, cũng như các phương tiện phát hiện và tiêu diệt đối phương. Kamaz 63969 là xe bọc thép chở quân dẫn động toàn phần với công thức bánh 6x6. Vỏ giáp của xe chống được đạn 14,5mm kiểu B-32, cũng như đạn xuyên, cháy, ngay trên đỉnh nóc khoang lái là một ụ súng máy điều khiển từ xa, giúp xe vừa đảm nhận nhiệm vụ chở quân trên chiến trường, vừa có thể tham gia chi viện hỏa lực đổ bộ hoặc bảo vệ cho các binh sĩ trong xe. Khả năng chống mìn của xe bảo đảm sự sống sót cho kíp xe khi bị mìn 8kg TNT nổ dưới gầm. Hai bên thành xe sử dụng áo giáp phức hợp, bao gồm cả một lớp giáp lót, các lá tháp và các tấm giáp gốm trên cơ sở đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công. Taihun Ka trang bị kíp xe gồm 2 người, khoang chở quân phía sau mang được 10 binh sĩ. Hiện nay, cả hai mẫu xe Kamaz 63969 và Kamaz 63968 đều đang được thử nghiệm, trong đó, các kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy thiết kế bảo vệ của Taihun Ka đã trải qua những sửa đổi căn bản về việc giảm tối đa trọng lượng cũng như kích thước, tối ưu hóa việc lắp ráo và tháo dỡ xe để bảo dưỡng cũng như cải thiện độ an toàn cho xe.